Làm gì để giàu có ở nông thôn? Làm giàu tại nông thôn, một hướng đi mới đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn và theo đuổi. Trong số những gương mặt khởi nghiệp ấy, đã có rất nhiều người trở thành triệu phú nhà nông trên chính mảnh đất quê nghèo khó của họ. Ai mà biết được, khi tên của bạn là được xứng danh trong một ngày không ra, trong danh sách triệu phú nông dân 8X, 9X làm kinh tế giỏi. Tuy nhiên, trước tiên chúng ta cần nói về ý tưởng buôn bán gì ở nông thôn và hiệu quả lãi ra sao. Dưới đây sẽ là 10 gợi ý về mô hình chăn nuôi ở nông thôn để bạn lựa chọn và theo đuổi. Thứ nhất, nuôi thỏ làm giàu ở nông thôn. Nếu muốn làm giàu từ nông nghiệp, bạn có thể bắt đầu từ việc nuôi thỏ. Nuôi loài động vật này khá đơn giản. Thỏ chỉ có nhu cầu ăn thức ăn từ cây cỏ nên không đòi hỏi bạn cần có nhiều vốn đầu tư hoặc duy trì. Không gian chuồng trại cũng không cần quá lớn khi nuôi thỏ. Thứ hai là nuôi chuồn hương. Chuồn hương là một loài động vật hoang dã được sử dụng như một loại dược liệu quý hiếm. Không chỉ vậy, chuồn hương còn được biết đến là món ăn đặc sản thơm ngon, thịt ngọt và mềm nên rất được ưa chuộng trong các nhà hàng. Chuồn hương có dáng dài thon, lông xoắn xám đen và có khoang màu trên thân. Dọc sống lưng có các vết dọc xám dưa đen chạy thành hàng từ vai xuống đến mông. Đầu mõm nhọn, chân ngắn, đuôi dài với 7 vòng trắng xen kẽ 7 vòng đen. Có nguồn gốc tự nhiên nhưng do nhu cầu sử dụng lớn và có giá trị về kinh tế cao nên hiện nay nghề nuôi chuồn hương ngày càng phổ biến tại nhiều địa phương. Kỹ thuật nuôi chuồn hương khá đơn giản, ít rủi ro, lợi nhuận cao. Người nuôi cần chú ý chọn được chuồn hương được giống tốt. Chuồng trại phải cao ráo, khô thoáng, quét dọn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường. Hàng ngày đặc biệt quan tâm tới bữa ăn của chuồn hương, chủ yếu là chuối xiêm chín mồi, cơm, cháo. Về con chuồn hương này, thức ăn thì rất đơn giản, chi phí thấp mà lại ít bệnh tật, không như trâu, bò, lợn, gà, hết dịch này đến dịch kia mà giá cả đầu ra lại bấp bênh. Về con này, về giá cả đầu ra thì rất là ổn định. Như trong khoảng vài năm gần đây, cái giá thương phẩm của con này càng ngày càng tăng chứ không có dấu hiệu giảm. Về chuồng trại con này thì làm rất là đơn giản, chi phí thấp, không cần phải quá cầu kỳ, không cần phải diện tích quá là lớn. Hiện nay nhu cầu của con chuồn hương rất là cao về thương phẩm, mỹ phẩm hay là đông y đều đang cần rất là nhiều, mà bên ngoài tự nhiên con này lại càng ngày càng khan hiếm. Đây là thời điểm vàng để bà con bắt tay vào chăn nuôi con chuồn hương để cải thiện đời sống, thậm chí làm giàu từ con chuồn hương. Thứ ba là nuôi dúi. Dúi là động vật hoang dã nhưng lại cho thịt thơm ngon, đặc sản nên được thuần hóa nhân giống và nuôi dưỡng. Hơn nữa, dúi là đặc sản của núi rừng với chất lượng thịt thơm ngon hấp dẫn, giá bán lên tới 500-600 nghìn đồng trên 1 kg. Thức ăn chủ yếu của dúi. Dúi là động vật gặm nhấm, chúng ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau nhưng phần lớn là rễ, củ măng, các loại cây họ tre, nứa, trúc, mía, cỏ voi, củ quả các loại, cây ngũ cốc, sắn, khoai. Chúng cũng ăn một số loại rau xanh như rau muống, rau cần, cây bụi. Nuôi dúi thương phẩm có thể bổ sung thêm các loại thức ăn tinh hỗn hợp, thức ăn động vật như côn trùng, ốc, giun đất, thức ăn bổ sung chất khoáng. Tuy nhiên, thức ăn cứng vẫn phải bắt buộc trong khẩu phần ăn của dúi. Lượng thức ăn mềm chiếm ít hơn vì theo một số nghiên cứu, nếu chăn cho quá nhiều thức ăn mềm sẽ làm dúi bị tiêu chảy. Con dúi này là loại động vật có chi phí về giống thấp nhất trong các loại động vật hoang dã được nhà nước cấp phép chăn nuôi. Dúi thì sẽ chia làm nhiều loại. Thứ nhất là dúi mốc, sẽ chia các loại theo địa phương như dúi mốc Đại Trung Quốc và dúi mốc lớn Việt Nam. Còn dúi má đào sẽ có chia làm hai loại, đó là má đào Thái Lan và má đào Lào. Hiện nay thì ở trại tôi có nuôi hai loại, đó là má đào Thái Lan và mốc Đại Trung Quốc. Dúi mốc Đại Trung Quốc thì sẽ có màu xám, cho và cái thân hình người ngắn, tròn. Trọng lượng khi mình nuôi thương phẩm tối đa sẽ được 2-3 kg. Còn về con dúi má đào Thái Lan thì
thì sẽ có một bộ lông màu nâu vàng, hai má sẽ có màu cam hoặc màu vàng nhạt. Cái thân hình con này thì nó sẽ dài hơn là con dúi mốc. Và khi nuôi thương phẩm thì trọng lượng tối đa của nó lên tới 6 kg. Thứ tư là xu hướng mở trang trại nuôi cá. Một hình thức kinh doanh cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao, đó là nuôi cá. Cá là nguồn thực phẩm được sử dụng trên toàn thế giới, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc tiêu thụ sản phẩm này. Ngành nuôi cá hiện nay thường phổ biến với các loài cá da trơn như cá tra, cá ba sa, hoặc những loại cá nước ngọt như cá chấm, cá chép, cá quả, rô phi, rùa đồng, thậm chí cá hồi đều cho hiệu quả cao. Tất cả những gì bạn cần chuẩn bị và đầu tư là không gian mặt nước như bể, ao, chọn lọc con giống, thức ăn cho cá và các kiến thức căn bản để phòng dịch bệnh. Tiếp theo là hãy nghĩ đến thị trường đầu ra. Bạn có thể liên hệ với những cửa hàng, siêu thị hay đầu mối buôn bán để việc kinh doanh được thuận lợi hơn. Thứ năm là nuôi chó. Trong các loài động vật thì chó là vật nuôi gần gũi với con người nhất, nhưng bạn cũng hoàn toàn có thể làm giàu từ việc nuôi chó. Có rất nhiều giống chó khác nhau, tùy thuộc vào các mục đích khác nhau như chó để làm cảnh, chó bảo vệ, chó thăn, thậm chí là chó thịt. Nhu cầu về thịt chó tại Việt Nam là rất lớn, dù vấp phải những ý kiến trái chiều về đạo đức. Nếu bạn là người yêu chó, thì việc nuôi chó cảnh để kinh doanh sẽ là phương pháp phù hợp nhất, vừa giúp thỏa mãn sở thích vẫn kiếm được tiền. Theo xu hướng thị trường hiện nay, thì bán chó cảnh sẽ là xu hướng giúp bạn giải đáp được câu hỏi xu hướng kinh doanh gì năm 2021 tại nông thôn. Thứ sáu là chăn nuôi gia cầm. Gà, vịt, chim cút và rất nhiều loại chim khác nhau có thể gọi chung là gia cầm. Gà và chim được tiêu thụ rộng rãi ở khắp mọi nơi. Vì vậy, bạn cũng sẽ không phải lo lắng về thị trường tiêu thụ. Không chỉ vậy, chăn nuôi gia cầm cũng mang lại lợi nhuận rất lớn. Bên cạnh việc cung cấp thịt thì bạn cũng có thể lựa chọn kinh doanh trứng gia cầm. Thứ bảy, làm giàu ở quê hương từ nuôi tôm. Không chỉ là xu hướng kinh doanh năm 2021, nuôi tôm cũng sẽ còn là một mô hình làm giàu hiệu quả cho bà con nông dân trong tương lai. Tôm là một trong những thực phẩm tuyệt vời nhất trên thế giới, được hầu hết tất cả mọi người ưa chuộng. Tôm có thể sống ở những khu vực ven biển, ven sông. Hiện nay, nghề nuôi thủy sản, trong đó có nuôi tôm tại Việt Nam, ngày càng phát triển với quy mô từ nhỏ đến lớn, với hiệu quả kinh tế rất lớn từ tôm mang lại. Để làm giàu từ nuôi tôm, bạn cần có ao, hồ, đầm phá, cũng như kiến thức nhất định về việc nuôi trồng tôm và chăm sóc tôm. Thứ 8 là trồng nấm. Nếu còn phân vân chuyện buôn bán gì ở nông thôn, tại sao bạn không trồng nấm? Nấm là một loại thực phẩm được rất nhiều người ưa chuộng vì chứa rất nhiều vitamin, protein và khoáng chất. So sánh về mặt dinh dưỡng và tác dụng tốt đối với sức khỏe thì nấm còn tốt hơn nhiều các loại thịt và cá. Trong tự nhiên, tồn tại hai loại nấm gồm nấm ăn được và nấm độc. Đã qua rồi cái thời vào rừng hái nấm, thay vào đó là nghề trồng nấm đã xuất hiện từ lâu và mang đến nguồn thu nhập rất cao. Trong khi chi phí đầu tư không hề tốn kém, mùn cưa, túi bầu, hạt giống, các loại phân bón ure, nitơ, vôi, nước sạch là những nguyên liệu khá rẻ tiền. Trồng nấm cũng tương tự như nuôi chim cút lấy trứng, ở chỗ nhiều người không biết những nghề này đều có thể mang lại lên đến 500% lợi nhuận. Nếu có đủ không gian thoáng mát, sạch sẽ trong nhà, bạn có thể bắt tay vào trồng nấm như nấm sò, nấm mỡ, nấm rơm là những loại nấm rất thông dụng tại thị trường Việt Nam. Sau hơn 20 ngày là bạn đã có thể cung cấp nấm thành phẩm cho chợ, siêu thị, nhà hàng, khách sạn hoặc làm nguyên liệu dược phẩm. Thứ 9 là trồng rau và hoa. Trồng rau và hoa có thể coi là một loại hình kinh doanh khá hiệu quả mà bạn nên nghĩ đến đầu tiên, trong khi không biết trồng cây gì ở nông thôn. Mặc dù loại hình canh tác này không phải là quá phổ biến, nhưng nó sẽ mang lại lợi nhuận cao, đặc biệt là khi bạn lựa chọn trồng những loại cây thảo mộc và hoa đang có nhu cầu lớn. Ví dụ như cây trồng thảo dược nhằm cung cấp cho công nghiệp sản xuất thuốc. Thứ 10 là nuôi ong lấy mật là nghề không còn quá xa lạ tại Việt Nam và đây vẫn là cách kinh doanh hiệu quả trong những năm tới. Có rất nhiều công dụng với sức khỏe được sử dụng làm thuốc và thực phẩm
nên mật ong được sử dụng từ hàng ngàn năm trước. Mật ong là mặt hàng có giá thành ổn định, mang lại lợi nhuận lớn cho người nuôi. Tùy thuộc vào chất lượng của mật, nuôi ong không quá khó khăn, nhưng bạn cần phải có kiến thức về kỹ thuật, từ việc sử dụng thùng ong như thế nào để chăm sóc và lấy mật ra sao. Tốt nhất, ong nên được nuôi ở những nơi có nhiều vùng cỏ cây, nhiều hoa để cung cấp thức ăn và phấn cho ong tạo mật. Và trên đây là 10 ý tưởng để kinh doanh tại nông thôn, hy vọng bà con sẽ lựa chọn được cho mình một mô hình làm giàu trong năm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của Nông Lâm Xuân Nét.